Chào quý vị và các bạn nha. Nay mình tiếp tục hành trình sa bắt cua biển nha. Nên mình ăn hủ mì, ăn hủ mì khi mình đi. Mát, chỗ này mát quá. Mở nhà ăn mì sáng, ăn sáng cho viện. Hiện tại giờ là 6 giờ nha, 6 rưỡi. Đây, kính thưa quý vị nha, cua nó bấm nè, nó bò lên trên đất. Đây mình xuống đây mình bắt cái có không nha. Mất liền luôn. Rồi, vô kèo. Bữa nay xuống như cái mới chưa gì chứ. Lụm con cua là thấy ngót rồi. Im rồi đấy nha. Cua đầu tiên ơi nha. Tiếp tục đi kiếm có con nào không. Cúm cho bá luôn, thả này. Đây, vậy các bạn. Gặp ăn bạn. Tụi mấy con ơi. Chưa con nào. Móc nhiều xíu vậy? Chép mà. Con chép hả? Mượn đồ đạo ấy. Thôi, đồ đạo gì, đạo nhiều cú. Cái gì? Đạo xíu vậy? Nó bự đâu. Chuyện sáng nay đi bắt cua không? Không biết nữa. Lội chưa có xuống dưới, xuống dưới gì có. Cua nó có ở đâu ta? Nè. À, mới rồi nữa đó. Mới không? Hả? Nhìn thấy con hiu. Ủa?
xuống rồi đây. Này bự nhưng cậu quánh được mà. Ôi như xíu à. Cũng bén như nhấn. Ngày nào mày mà không bén. Bữa nào cho đi quay bắt chép mấy bữa ơi. Anh em mình đi. Bắt đâu? Bắt dưới bên rừng nè. Dưới ông kia rồi đó. Ok ok. Mai đi nè. Bữa nào chú thứ bảy chủ nhật. Đi hai bữa. Có gì làm không? Có mà chở quả đi ngày ngày làm ngày nghỉ. Rồi cái hang cua này. Đi quay muốn học hỏi vườn quay vô bên trên. Ok. Con dọn ơi tính lỗi xuống khúc dưới đây nè, có kiếm vòng. Cậu uống lại đâu vòng vòng đây nè, có mà nổi sáng giờ. Ông nói hả? Quá trời cua. Tới chưa? Tới. Còn cái cỏ không? Cua nãy chen hả? Trời không bỏ Nhân ơi. Trời ơi. Này đi có mình hả? Ông cua bỏ chạy. Thứ hai đi, chở bỏ đi, thứ ba mới đi. Ba, thứ tư, bỏ thứ tư, thứ ba, thứ năm. Cua mẫu gì vậy? Này cái nhà có một chỗ cua bói nha. Đó thấy không? Nó đi ăn á. Cua này cũng dữ lắm mà. Đây nha. Đó, đi ăn á. Bây giờ mình đi kiếm nó. Nó đi ăn vòng vòng đây nè, nó vòng vòng đây. Mình đi kiếm nó xong mình quay cho quý vị xem nha. Đây cái hang nè, mới nó ra đây không? Cua này bói không? Bự vậy. Còn không có gì vậy. Má chạy nó bói nó chạy vòng vòng kiếm mệt quá. Đây cái gì thấy chưa, cua khổng lồ nha, nhưng mà không biết không có dấu má, không có dấu gì chứ. Trời trời cụng quá trời, cái gì vậy, trời ơi cụng chết tôi rồi. Cua này ở đâu ta? Nãy giờ quá trời đất rồi. Đây cả nhà, sau một thời gian lục sục môi móc bóc lột tùm lum tùm la thì cuối cùng mình cũng kiếm được cái hang nha. Nó bò quá trời luôn nè. Đây nhìn này giống nó bấm nè, là hang ở trên đây nè. Đó, hang đó. Trộn dấu chen vô. Nè quý vị thấy dấu chen vô không? Đây nè. Đó, dấu chen vô đó. Vậy là môi thôi. Môi chừng nào mà thọt móc đụng lụm thôi. Đơn giản vậy mà. Kiếm nãy giờ á. Nghĩ là đơn giản chứ không phải đơn giản đâu nha. Rồi, căng rồi. Con này hơi căng quá vậy. Đau 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 đau. Cua này không biết sao bắt nó này.
Đây cả nhà. Sao mà hồi đào bới như con cuốn. Cuốn gì? Đào bới như con chó. Thì mọi thứ cũng đã cũng ổn rồi nha. Cua sâu quá trưởng. Đã mệt quá. Đó anh cua kìa. Bự lên chưa? Trời ơi, chết tôi rồi. Làm sao bắt ở đây? Nó quá dữ rồi. Đúng ơi. Đụng vào cái gì đây? Đó nè, cục cục luôn. Để nó sâu dưới trời. Đất đây cứng luôn, sụp cái là tới một chuyện luôn mọi người. Sụp cái là xong luôn. Sụp xuống cái là không ai lo ra luôn á. Nằm đó luôn. Cua như cái gì? Đào. Đào như chó chết. Bắt được cua lớn nha. Gì? Chạy đâu thoát. Coi còn con nào không? Xong nha. Đó.
cao xong mình đắp lại nữa nè. Đắp lại cho anh ta. Chứ để, chứ để người ta đắp gì kỳ. Quá đẹp luôn. Nhỏ mà ở sâu. Nó thở, nó thở. Nó thở được là sống cái gì? Con này chắc lắm nha. Con này quá là chắc. Mùa thứ hai. Đây nước mặn như nước suối vậy. Nó uống luôn. Con thứ hai nào mệt quá vậy. Phải tổn hết 20% hấp hấp thụ không khí oxy. Quạt nước có thể tạo oxy. Rồi tiếp tục thôi. Giỡn hoài. Kính thưa quý vị, con cua này là khủng long. Khủng long từ trước tới giờ luôn nha. Quá chật con cua rồi. Mà không biết nó ở đâu. Nó là quái vật. Trời ơi, giống trời ơi. Cái đó trong bọng này nha. Ơi. Có ai trong không? Có ai nhà không? Nhau. Rồi, như thế nào không ta? Như thế nào ta tới một chuyện này. Rồi, cái thưa quý vị nha. Con cua nó đã bò vô đây rồi. Đó. Nó bò trong đó rồi đó. Giấu nè. Đó, thấy chưa? Nó quá trời trọng á. Bây giờ cứ móc mình thở không vô nha. Bây giờ mình phải chấp móc nó được. Chưa. Sâu ghê gớm. Quá sâu luôn. Đây là cái ống cống người ta nha. Bây giờ mình chấp móc vô cái cây. Mình sẽ thở ở trong. Vậy là hạng cua dài chứ, chịu thế nha. Trời ơi, chưa chấp đây nữa.
Mày đâu ai? Mày hả? Nhà nhỏ nó mà. Cái ống bọng nhỏ nó không ở cái gì. Nó ống bọng cỡ này. Mày không biết có nó hay không. Cua nó khôn. Nhà nhỏ nó không bao giờ ở. Nhà nhỏ nó ở là nó chết rồi. Ống bọng nhỏ nãy ở là nó chết rồi. Nó ống bọng bự. Ở nhà lớn. Mày khôn. Mày khôn nè. Thôi mình thôi bắt nha. Mày khôn hả? À. Ủa. Khó, con này khó khăn. Khó quá vậy. Trời ơi. Xúc xúc đi. Ờ cho nó xúc giáo rồi trời. Cái gì? Con này khó bắt quá. Tài vô dụng. Không được cái gì vậy? Rồi, hẹn gặp lại nó. Sau một ngày về chinh chiến. Chứ giờ bắt nó không được. Nó quá mạnh. Nó quá mạnh thiệt, nó ở nhà giàu. Ở trong cái kẹt cống này có con cua nè. Mà nó ngảo cái gì vậy? Trời ơi. Chết tôi rồi. Còn con cua quá đau. Nó ngỡ trời. Trời ơi. Mua luôn rồi. Đào đá rồi. Vô nó bộ trời dạng có nản thiệt. Ui nản. Mới mò được hai cua dưới đây nha. Nó nằm dưới nước á. Nó có rồi xong rồi nữa rồi nữa. Cái cua rồi đó. Cua đã ghê rồi, thiệt mình. Cua chừng 3. Cua bự lắm quý vị. Sao quá luôn. Cua hơi bự á. Quá mệt. Lội từ nãy giờ cả trăm cây số.
con gì trời, con gì hồi nãy á quý vị, mới xuống đựng con cua chà bá luôn, tưởng nay ngon, ai nhà nó quá ngon luôn, quá trời ngon rồi. Bây giờ nước lớn rồi, mình tranh thủ mình lội về thôi, chứ để lát hồi nước lớn quá mình lội không nổi luôn á. Đi về nha, bây giờ đi vô đây kiếm thử coi có con nào không, chứ giờ mệt dữ lắm rồi, mệt muốn gụng gúng rồi. Rồi, xin mời mọi người xem thành quả của mình, hôm nay mình bắt được bao nhiêu con cua nha. Được nhiêu á, nay là xong luôn rồi, bữa nay là tới công chuyện. Trời ơi trời, tự nhiên nhảy xuống đường con cua này tưởng đâu vô rồi, ai nhà đâu, thôi cua. Bắt được con này đào cũng sặc, sặc sữa luôn. Ủa con này hai da, con này ngon. Con cua này hình như là có cặp hay gì nè, càng nó chạy chạy. Hai em đực và ba em sò, ba em giọt. Ơi, cho Đạt Biển Cần Giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Bắt Cua Biển tập sau nha. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đạt để Đạt có động lực và tinh thần đi bắt cua, dán trứng cua, và thứ nhất thứ hai nữa là phải quay video thật là hay cho mọi người xem trong những ngày làm việc mệt mỏi trên chiếc điện thoại của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.